À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là chiều thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Trước nhất là chúng tôi xin kính chúc quý vị có đầu tuần thật là có nhiều sức khỏe. Và chào anh Đinh Quang Tiến trong chương trình ngày hôm nay. Kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Kính chào anh Hoàng Bách. Dạ vâng, anh Tiến và quý khán giả cũng như là các mọi người khắp nơi trên thế giới quan tâm về cái cuộc tranh luận ngày mai vào lúc 9 giờ tối ngày mai tại miền Đông, tức là ở Houston của chúng ta thì khoảng 8 giờ, nhưng mà ở bên Cali là khoảng 6 giờ chiều có cuộc tranh luận. Đây là cuộc tranh luận có thể là đầu tiên và cũng là cuối cùng của hai ứng cử viên, đó là Donald Trump và bà Kamala Harris. Cái cuộc tranh luận này kéo dài là 90 phút và trong 90 phút đó có hai lần nghỉ nghỉ để mà quảng cáo. Nhưng mà hai hai ứng cử viên mà tranh luận đó đứng tại chỗ và không được tiếp xúc với các ủy ban vận động tranh cử của mình. Trong cái thời gian này đó thì chúng ta biết là nêu lên cái vấn đề này thì cái cuộc tranh luận này là mỗi người bên kia, khi mà một người ứng cử viên nói thì bên kia microphone tắt. À, khác với giống như cái điều mà ông Joe Biden và ông Donald Trump tranh luận vào ngày 27 tháng 6, thưa quý vị. Người ta chờ đợi cái cuộc tranh luận này. Người ta cho rằng là bây giờ hai bên, bà Kamala Harris cũng như ông Donald Trump đang chuẩn bị lên để mà sẵn sàng về cái chính sách của mình. Bên Cộng hòa thì họ nhắc nhở là ông Trump làm sao focus đi vào trọng tâm của vấn đề, tức là nói về chính sách và biên giới. Nhưng mà ông Trump đó thì ông lại khi mà thảo luận như vậy chưa chắc ông không đi theo khuôn phép. Trong đó khi đó thì bà Kamala Harris đang chuẩn bị hết sức để mà chuẩn bị có cái cuộc, họ đặt những cái cuộc giả thử, họ thử nghiệm để mà họ giả định để mà họ tranh luận với nhau. Thì anh Tiến có thể cho cái nhận định của anh liệu rằng cái cuộc tranh luận này nó có đi tới cái có quyết định là hơn thua không? Bởi vì sau khi mà hội nghị của đảng Dân Chủ đến bây giờ trong có cái cuộc thăm dò thì họ cho rằng là hai bên đó ngang ngửa với nhau, hơn với nhau một điểm hoặc là thua một điểm, thì cái điểm mà một điểm thì không có quan trọng lắm, phải là năm năm điểm trở lên đó thì người ta hy vọng nhiều. Thì anh cho rằng là cái cuộc tranh luận này nó đánh giá, hay nói một cách khác, nó góp phần vào cái cuộc gọi là kết quả để mà thăm dò ai ai thắng ai, phải không thưa anh? Mời anh. Dạ đúng như vậy. Cái cuộc debate vào tối ngày mai, tối thứ ba đó, nó sẽ có cái tính cách là giúp cho những cái thành phần cử tri độc lập và những cái thành phần cử tri mà đang đang còn do dự, chưa có biết nên sẽ bỏ phiếu cho ông Donald Trump hay là bà Kamala Harris, để họ có thể xem cái cuộc debate, cái cuộc mà gọi là đối luận giữa hai người, thì họ mới có thể quyết định là họ sẽ bỏ phiếu cho người nào, và cái thành phần đó cũng có thể làm thay đổi cái kết quả cuộc bầu cử để nghiêng cái phần thắng về cho một trong hai người. Cho đến ngày hôm nay, qua cái kết quả thăm dò của các cơ quan nghiên cứu về vấn đề bầu cử cũng như các cơ quan truyền thông truyền hình quốc lớn ở nước Mỹ đó, thì chúng ta thấy là cái cuộc tranh cử cho đến ngày hôm nay rất là gọi là sát sao giữa cả hai bên, ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Cho đến bây giờ đó thì về cái vấn đề mà kinh tế và vấn đề an ninh biên giới cũng như cái vấn đề tỷ lệ lạm phát đó, thì người dân Mỹ họ ủng hộ cho ông Donald Trump và tin rằng ông này có những cái phương cách để giải quyết những cái vấn nạn kinh tế, biên giới và lạm phát hay hơn bà Kamala Harris. Nhưng mà ngược lại, ở những cái điểm khác thì họ lại tin vào bà Kamala Harris giải quyết về cái vấn đề healthcare, tức là vấn đề sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe của dân chúng, và cái vấn đề an sinh xã hội, vấn đề
giảm thuế cho cái tầng lớp trung lưu, tầng lớp những người đi làm việc, và bà ta có những cái kế hoạch về cái vấn đề giúp cho dân chúng có thể có khả năng để mà mua được những ngôi nhà và tạo dựng cái đời sống trong tương lai. Thì cho đến bây giờ chúng ta thấy là cả hai bên đều có những cái ưu điểm và những cái yếu điểm mà cử tri họ đang nhận xét. Chúng ta cũng thấy thêm một điều nữa là đối với ở các tiểu bang nghiêng ngửa đó, thì cho đến bây giờ trong tuần qua thì bà Kamala Harris đã có những cái thống kê xác suất đã vượt qua ông Donald Trump từ 1 cho đến 3, 4 điểm ở những cái tiểu bang như là Arizona, Georgia, Wisconsin, Philadelphia, Pennsylvania, vân vân. Thì tuy nhiên cái xác suất đó vẫn còn rất là gần nhau, cho nên cho đến bây giờ qua những cái sự vận động đi vận động ráo riết trong những tuần vừa qua của ông Donald Trump đó, thì người ta vẫn chưa thể đoán là người nào sẽ có thể chiếm được cái số phiếu ở những cái tiểu bang nghiêng ngửa đó. Tuy nhiên có một điều mà bên phía bà Kamala Harris đang gặp một số những trở ngại, đó là có vào khoảng 20 đến 25% cử tri của đảng Dân Chủ thì họ không biết, họ chưa hiểu nhiều, họ chưa biết nhiều về bà Kamala Harris cũng như ông ứng cử viên phó tổng thống Tim Walz. Cho nên bây giờ Kamala Harris đang phải tìm mọi cách vận động, và nhất là qua cái cuộc debate vào tối mai, để Kamala Harris có thể cho cử tri biết được mình và ông ứng cử viên phó tổng thống Tim Walz là những người như thế nào và làm sao để có thể đáp ứng được cái lòng tin của cái số cử tri đó và có thể kéo họ để họ bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Ngược lại bên phía ông Trump thì cho đến bây giờ qua cái thống kê thì 93% cử tri của Đảng Cộng Hòa kể từ năm 2020 đã bỏ phiếu cho ông Trump, thì đến bây giờ con số đó vẫn không thay đổi. Tức là ông Trump đã có cái số phiếu căn bản của những người cử tri Đảng Cộng Hòa bỏ cho ông ta, và con số này cho đến ngày hôm nay vẫn không thay đổi, tức là nó không lên mà nó cũng không xuống. Nhưng mà bên phía bà Kamala Harris thì đang vẫn còn một số những cái cử tri độc lập, những cử tri chưa có quyết định, và những cử tri của bên phía Đảng Cộng Hòa mà không thích ông Trump đang còn do dự và chưa có quyết định, thì bà Kamala Harris vẫn còn cái cơ hội để thuyết phục cái khối cử tri đó để bỏ phiếu cho bà ta và có thể thay đổi cái kết quả cuộc bầu cử và nghiêng về cái phần thắng cho Kamala Harris. Chúng ta thấy rằng đặc biệt là trong tuần vừa qua đó đã có một số những người chính khách bảo thủ của Đảng Cộng Hòa đã nghiêng về phía bà Kamala Harris, như là ông cựu tổng thống, cựu phó tổng thống Dick Cheney. Con gái của cựu tổng thống Dick Cheney là bà Liz Cheney, cựu dân biểu quốc hội, cũng đã lên tiếng để ủng hộ cho bà Kamala Harris. Và thêm nữa là ông cựu dân biểu Adam Kinzinger cũng như ông phó tổng thống Mike Pence, cựu phó tổng thống Mike Pence của Đảng Cộng Hòa, họ đều lên tiếng xác nhận là họ sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump. Thì chúng ta thấy rằng đây cũng là cái lợi thế cho bà Kamala Harris khi mà được những người chính khách bảo thủ của Đảng Cộng Hòa và có tiếng tăm uy tín quay qua đã lên tiếng chính thức và từ chối không ủng hộ Trump và ủng hộ cho Kamala Harris. Thì đặc biệt là gia đình của cố thượng nghị sĩ John McCain ở tiểu bang Arizona, thì cái người con trai
đã đại diện cho gia đình và cũng đã chính thức lên tiếng là ủng hộ cho bà Kamala Harris. Chúng ta biết rằng trong cái cuộc bầu cử năm 2020 vừa qua đó, thì bà quả phụ của cố thượng nghị sĩ John McCain đã lên tiếng chỉ trích, phê bình và không ủng hộ Donald Trump và đã ủng hộ Kamala Harris. Cho nên cái liên danh của, xin lỗi, là lúc đó liên danh của Tổng thống Joe Biden và Kamala Harris đã được sự ủng hộ của gia đình của bà quả phụ cố thượng nghị sĩ John McCain, nên họ đã thắng ở tiểu bang Arizona. Mà từ xưa tới giờ Arizona là một tiểu bang nghiêng về Cộng hòa. Và lần này cũng vậy. Thì cho đến vừa qua, ngày ngày vừa qua đấy, thì gia đình của cố thượng nghị sĩ John McCain, tức là người con trai, đã thay mặt gia đình lên tiếng công khai ủng hộ cho Kamala Harris. Thì đây là những cái lợi thế, những cái lợi điểm mà bà Kamala Harris đang được hưởng từ phía những người chính sách bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, cũng như cái khối cử tri Cộng Hòa mà không đồng ý với cái đường lối chính sách và những cái điều mà Donald Trump đã làm trong thời gian vừa qua, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến đã nêu lên cái điểm này, nhưng mà chúng tôi cũng xin phép được nói thêm, ông Dick Cheney là một trong những cái phó tổng thống gọi là có tầm cỡ đó, bởi vì trước khi mà ông làm phó tổng thống đó thì ông đã từng là cựu dân biểu mà là có thế lực trong cái Hạ viện Hoa Kỳ, và vào thời mà tổng thống Bush cha đó thì ông là bộ trưởng bộ quốc phòng, và sau khi tổng thống mà George W. Bush lên làm tổng thống thì ông là phó tổng thống, được chọn phó tổng thống năm 8 năm, tức là từ năm 2001 kéo dài cho tới năm 2008, là một người có thể nói là bảo thủ của Đảng Cộng hòa, là thứ dữ đó, nhưng mà cũng có quyền lực nữa. Người ta cho rằng là khi mà ông làm mà thời 8 năm đó ông đứng phó thôi, nhưng mà ông rất là có thế, tức là cái tiếng nói của ông đó để tổng thống có thể nghe được, bởi vì ông có già dặn trong kinh nghiệm, cho nên ông lên tiếng kêu gọi là bỏ phiếu cho bà Kamala Harris, và ông nói và không bỏ phiếu cho ông Trump, và ông nói là nước Mỹ đã trải qua 248 năm và đây là thời kỳ mà có một người gọi là cựu tổng thống ra ứng cử đó nguy hiểm cho nền dân chủ của Hoa Kỳ, và chúng ta cần phải bảo vệ cái nền dân chủ này. Chúng ta bỏ phiếu là vì chúng ta yêu nước, chúng ta bỏ phiếu cho bà Harris là chúng ta bảo vệ cái nền dân chủ của Mỹ, không có phải là quốc gia, nó quan trọng hơn là đảng phái, cho nên những cái lời tuyên bố này cũng rất là quan trọng. Thì ngày hôm qua cũng là phát ngôn viên của cựu tổng thống George W. Bush đó, ngày hôm qua tức là ngày 8 tháng 9, ông cho hay là tổng thống George W. Bush và phu nhân đó, bà Laura Bush đó, không lên tiếng, bởi vì từ mấy anh cho những năm vừa qua họ tránh né, họ không lên tiếng, cho nên có lẽ là chờ đợi cái sự lên tiếng của cựu tổng thống George W. Bush ủng hộ bà Harris thì chắc là không có đâu. Nhưng mà qua cái sự kiện mà ông Dick Cheney cũng như bà Liz Cheney, bây giờ bà Liz Cheney bà đi vận động ở các đại học để bà nói lên cái tầm quan trọng là bỏ phiếu cho bà Harris. Thì thưa anh, và khi mà ông Dick Cheney cũng như bà Liz Cheney lên tiếng ủng hộ cho bà đó, thì bà cho rằng đây là một sự rất là can đảm của những nhà chính trị đặt cái quyền lợi của tổ quốc lên trên cái quyền lợi của đất nước, cũng rất là quan trọng. Mà thưa anh Tiến, anh biết là có vào khoảng 200 các cán bộ cao cấp thời ông Reagan, thời ông Bush cha cũng như Bush con đó, đã ký một cái văn thư ủng hộ cho bà Harris. Ngoài ra chúng ta thấy là có 16 nhà kinh tế gia đã lãnh giải của Nobel. Trước đây thì họ tuyên bố cho ủng hộ cho ông Tổng thống Joe Biden, nhưng mà bây giờ họ lên tiếng, nhưng mà phải nói điều là điều thuận lợi cho bà Harris. Như vậy thì thưa anh, trong cái cuộc thăm dò anh nói đó là nó cũng ngon nữa, chênh lệch nhau chỉ một hai điểm thôi, nhưng mà cái tầm cỡ của những người mà cán bộ cao cấp của Đảng Cộng hòa đứng ra hỗ trợ như vậy, nó mở đường
cho những người đảng Cộng Hòa mà nói bây giờ mình đổi đảng như vậy mình phản bội quá, không được. Khi mà ông Dick Cheney, bà Liz Cheney là những người cán bộ cao cấp đó mà họ ủng hộ cho bà Harris, tức là họ mở đường cho những người Cộng Hòa mà còn lưng khừng, thì anh nghĩ sao về vấn đề này thưa anh? Tôi thấy cái chuyện đó chúng ta nếu mà để ý kỹ trong cái giới mà quan sát về những cái sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ đó, thì khi mà thấy cái sự xuất hiện và những cái tuyên bố chính thức của cựu phó tổng thống Dick Cheney đó, thì người ta phải hiểu rằng đó cũng là một cái đường lối chung của ông cựu tổng thống George W. Bush, tức là ông tổng thống Bush con đó. Mặc dù cái người phát ngôn viên của tổng thống Bush con tuyên bố là hai vợ chồng ông tổng thống Bush sẽ không có lên tiếng vì những cái lý do tế nhị, tuy nhiên chúng ta phải hiểu là dưới cái thời 4 năm của tổng thống Bush đó, thì cái người mà có ảnh hưởng và quyền lực nhất chính là ông cựu phó tổng thống Dick Cheney. Và bây giờ qua những cái lời tuyên bố công khai vừa qua đó, thì phó tổng thống Dick Cheney đã phê bình thẳng Donald Trump. Ông nói rằng ông Donald Trump đó là cái người đã cố gắng để mà gọi là steal cái last election vừa rồi, tức là để thay đổi cái kết quả bầu cử vừa rồi, và ông ta bằng những cái thủ thuật nói láo và bạo động. Cho nên đó, cái câu kết luận cuối cùng của Dick Cheney đối với Donald Trump đó là Donald Trump là cái người không bao giờ có thể tin được với cái quyền lực ở trong tay ông ta một lần nữa. Thì điều này cho thấy rằng là hầu như cái lời lên tiếng này của ông cựu phó tổng thống Dick Cheney đã đại diện cho cái tư tưởng, cái lập trường, cái đường lối chung của những người Cộng hòa thuộc cái phái bảo thủ đã chống Donald Trump và coi như ủng hộ bà Kamala Harris. Điểm thứ nhì chúng ta cũng phải để ý là trong những cái người chính khách của Đảng Cộng hòa đó, thì hồi nãy tôi còn thiếu hai cái người cũng rất là quan trọng. Một người đó là cựu ứng cử viên tổng thống, đó chính là ông thượng nghị sĩ Mitt Romney hiện nay. Và một người thứ nhì là ông cựu chủ tịch quốc hội Paul Ryan. Cả hai người này cũng đã công khai là chống Trump, không ủng hộ Trump và quay qua ủng hộ cho Kamala Harris. Và cũng có một điểm mà chúng ta cũng phải để ý là cái người con trai của cố thượng nghị sĩ John McCain á, là ông ta đã tuyên bố ông ta bỏ luôn cả cái đảng Cộng hòa nữa, Đúng, đúng. và ông ta công khai ủng hộ Kamala Harris. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng là những cái nhân vật chính trị có uy tín và ảnh hưởng thuộc cái phái bảo thủ của đảng Cộng hòa hiện nay hầu như là đều đã lên tiếng chống Trump và ủng hộ cho Kamala Harris. Thì cái khối cử tri mà từ trước tới giờ vẫn từng ủng hộ những cái người chính khách như thế này đó, thì chắc chắn là họ cũng sẽ hoặc là không bỏ phiếu, hoặc là bỏ phiếu cho Kamala Harris, chứ chắc chắn là họ sẽ không bỏ phiếu cho Donald Trump. Cho nên chúng ta thấy rằng cái khối cử tri của Đảng Cộng Hòa từ năm 2020 bỏ phiếu cho Trump cho đến ngày hôm nay vẫn không thay đổi, tức là không có tăng, mà chỉ có giống như vậy hoặc là nó giảm bớt đi mà thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng là hiện giờ sau khi cái khí thế từ ngày Đại hội Đảng Dân Chủ cho đến ngày hôm nay, thì bà Kamala Harris hầu như không còn tăng thêm được cái số cử tri nữa. Nhưng mà qua cái cuộc debate vào tối ngày mai, mọi người ta hy vọng là cái khối cử tri mà còn đang lưỡng lự, đang do dự, chưa quyết định, khối cử tri độc lập và khối cử tri của Đảng Cộng Hòa mà thuộc phái bảo thủ, hy vọng rằng họ sẽ thay đổi. Và nếu họ quay qua ủng hộ cho Kamala Harris, thì cái chiến thắng vào tháng 11 này chắc chắn sẽ nằm ở trong tay của liên danh
Kamala Harris và Tim Walz. Thưa anh Ngọc Bách. Dạ vâng, xin nói thêm là anh Tiến vừa nhắc tới những nhân vật quan trọng của Đảng Cộng Hòa bỏ kêu gọi bỏ phiếu cho bà Harris, thì thêm một người nữa đó là ông cựu giám đốc FBI là ông James Comey. Mà ông này đó thì mới đây, cách đây mấy ngày thì ông lên tiếng, ông bình minh đã ló dạng, tức là ông kêu gọi người ta bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Đây cũng là một điều quan trọng. Cũng như là ông phó thống đốc của tiểu bang Georgia, ông DeKalb, cũng đã phát biểu tại hội nghị của đảng Dân Chủ, cũng như là ông thị trưởng của thành phố ở Arizona cũng kêu gọi bỏ phiếu cho bà Kamala Harris. Nó tóm lại là những cái điều thuận lợi nó đang xảy ra, thưa anh Tiến và thưa quý khán giả. Nhưng mà có điều này chúng tôi thấy hơi cảm động, không biết anh Tiến nghĩ sao? Khi ngày hôm qua, khi mà người con trai của tổng thống, cựu tổng thống Jimmy Carter đã nói chuyện với tờ báo Washington Post, thì ông nó nêu lên thế này, tức là cái ao ước và thao thức của tổng thống Jimmy Carter là ông muốn ngày mùng 5 tháng 11 bỏ phiếu. Ông nói ông có theo dõi rất là kỹ, mặc dù đang trong nằm trong cái sức khỏe, bởi vì ngày mùng 1 tháng 10 này là ông đúng 100 tuổi, thưa quý vị. Mà ông nói là cái hội nghị của đảng Dân Chủ vừa qua ông theo dõi rất là kỹ, ông khen cái bài phát biểu của bà Kamala Harris, nhưng mà nói là khen nhưng mà cũng không bằng bài phát biểu của bà Michelle Obama. Ông nói bà Michelle Obama cái bài phát biểu quá hay, và ông nói với người con đó là mặc dù là mùng 1 tháng 10 là cái ngày sinh nhật, có lẽ là cái ngày vui, nhưng mà ông thấy là cũng không vui lắm. Ông vui nhất là khi cầm cái lá phiếu để bỏ cho bà Kamala Harris vào ngày mùng 5 tháng 11. Thì đây là cái điều cũng rất là cảm động, phải không thưa anh? Một người lớn tuổi vào khoảng 100 tuổi mà vẫn quan tâm tới cái tình hình của đất nước. Hay là nói một cách nữa đó là những người này là nằm trong cái dàn lãnh đạo của đảng Dân Chủ, đều từ trên, từ cựu cho tới hiện tại đều hỗ trợ. Ví dụ như là cựu tổng thống Jimmy Carter, rồi cựu tổng thống Bill Clinton, hai ông bà cựu tổng thống Obama, hầu hết những người lãnh đạo của Dân Chủ gần như là họ đứng sau lưng của bà Harris. Cái điều này nó nói lên sức mạnh của đảng Dân Chủ, khác với bên Cộng Hòa là ông Mike Pence là người đứng phó với ông Donald Trump, mà bây giờ cũng giả từ vũ khí, không 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 có đi, không có ủng hộ Trump nữa. Anh nhận định như thế nào về vấn đề này thưa anh? Tôi thấy cái điều này thì cũng là cái điều nó đã và đang xảy ra và mọi người đều cũng đã biết rồi. Cho nên chúng ta chỉ chú ý thêm vào những cái sự thay đổi, những cái sự, những hiện tượng đang xảy ra trong những cái ngày gần đây nhất để mà chúng ta tiên đoán cho cái thời gian sắp tới. Trong cái poll, tức là trong cái thăm dò nghiên cứu của cái đài CBS, trong cái chương trình mà Face Nation hôm Chủ nhật vừa qua đó, thì trong cái phần mà nói về thăm dò là ứng cử viên nào sẽ lôi cuốn được cái sự giúp đỡ và sự chú ý của cái tầng lớp trung lưu, tức là cái tầng lớp mà middle class đó, thì ở ba tiểu bang chiến địa là tiểu bang Michigan đó, người ta bỏ cho Kamala Harris là 57%, người ta bỏ cho Trump chỉ có 50% thôi. Ở tiểu bang Pennsylvania, người ta bỏ cho bà Kamala Harris là 53%, Trump chỉ có 50%. Ở tiểu bang Wisconsin đó, thì họ bỏ cho Kamala tới 55%, trong khi ông Trump chỉ được có 48%. Tức là những cái tiểu bang chiến địa này người ta tín nhiệm và người ta tin rằng Kamala Harris sẽ lo cho và lấy được cái sự hậu thuẫn của cái tầng lớp trung lưu. Về cái vấn đề mà cũng ở những cái tiểu bang chiến địa như vậy đó, khi mà họ làm cái thống kê là cử tri sẽ bầu cho ai làm tổng thống Hoa Kỳ trong tháng 11 này, thì ở tiểu bang Michigan đó, người ta bầu cho Kamala Harris được 50%, Trump được 49%, tức là cách nhau 1%. Ở tiểu bang Pennsylvania, họ bầu cho Kamala Harris 50%, Trump cũng được bầu 50%, tức là ngang nhau, rất là tie. Ở tiểu bang Wisconsin, họ bầu cho
Kamala Harris 51%, thì Trump được 49%. Tức là Kamala Harris và Donald Trump hiện giờ coi như đang ngang ngửa với nhau trên những cái tiểu bang gọi là chiến địa, cũng như ở trên toàn cái nước Mỹ hiện giờ đó. Thì cái vấn đề làm thống kê xác suất ai sẽ có cơ hội để thắng cử, thì trong tuần lễ trước họ làm cái thống kê thì bà Kamala Harris là được 51%, Trump chỉ được có 48% mà thôi. Nhưng mà cho đến cuối tuần vừa qua thì cái thống kê mới nhất lại cho thấy là Trump được 48%, trong khi Kamala Harris chỉ được có 47%. Thành ra cái thống kê trong những cái tuần gần đây cho đến ngày hôm nay thì cả hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump á, rất là xê xát, rất là nghiêng ngửa, hầu như là chưa ai có thể đoán được là người nào sẽ có ưu thế để mà thắng cử. Trong cái tuần lễ, trong những tuần lễ khi mà Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cái cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 năm 2024 này á, thì cái khí thế của mọi người đổ dồn về cho Kamala Harris rất nhiều, rất mạnh, và cái số tiền đóng góp đó phải nói là tăng lên vượt bậc. Nhưng mà cho đến Đại hội Đảng Dân Chủ và cho sau khi Đại hội Đảng Dân Chủ cho đến ngày hôm nay đó, thì cái gọi là cái khí thế đó hầu như nó cũng ngừng lại, có vẻ như là nó lắng chìm xuống. Cho nên mặc dù cho đến ngày hôm nay cái số tổng số tiền được mọi người đóng góp cho quỹ vận động tranh cử của Kamala Harris là khoảng 540 triệu đô la, có thể ngày hôm nay lên tới 570 triệu đô la, nhưng mà cái số tiền đó hầu như nó cũng chậm lại rồi, nó không có được tiếp tục tăng nhanh như những tuần lễ trước. Và mọi người bây giờ còn đang xem, đang đợi vào cái tối ngày mai cái cuộc debate giữa hai người nó xảy ra như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ có thêm những cái thống kê, những cái xác suất và những cái nhận xét mới của những cái giới bình luận về chính trị và bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ. Và lúc đó chúng ta có thể biết thêm được là cái kết quả đó sẽ nghiêng về ai trong những cái thời gian sắp tới, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, thưa anh và thưa quý khán giả, thì thường thường theo cái hội nghị của mỗi đảng đó, thì cái sự thăm dò đó nó đều lên cả. Đảng Cộng hòa trước đây, họ đã có cuộc hội nghị từ ngày 15 tới 18, thì khi thăm dò thì ông Trump cũng lên. Nhưng mà không ngờ tới ngày 21, sau đó mấy ngày thôi, thì ông Joe Biden lại trao lại cái ngọn đuốc cho bà Kamala Harris, cho nên chúng ta thấy là bà lên ào ào. Anh biết là nếu mà mình thấy nó lên ngang ngửa, nhưng mà trước đây đó là ông Trump dẫn trước ông Joe Biden mỗi nơi đó có 5-7 điểm hết á. Nhưng mà bây giờ sau khi bà vực dậy, cái khí thế bà vực dậy rồi, bà lên bây giờ ngang hàng đó, là đây là một cái ưu thế rồi, chứ không phải là còn. Nhưng mà chỉ chờ những cái biến chuyển sắp tới thôi, thì chúng ta thấy đó là cũng là một điểm mừng. Thường thường nó lên xong rồi nó ngưng ở đó, chứ nếu lên hoài thì nó ngon quá rồi. Anh thấy đó, bây giờ người ta đang chờ đợi. Nhưng mà nói chung đối với ông Trump đó là ông phải thượng phong, đối với ông Trump là ông là số 1. Nhưng mà bây giờ lên ngang ngửa như vậy, có nơi bả hơn một, có hơn nơi ông hơn điểm đó, là ông Trump khó chịu lắm, ông áy náy, ông bực bội, ông hỗn loạn. Cho nên chúng ta thấy là những cái ngày vừa qua đó, ông có những cái điều mà ông nói nó không đi vào trọng tâm của vấn đề. Bây giờ bên Đảng Cộng hòa của MAGA đó, họ mới không, họ sử dụng những cái ngón đòn còn lại. Ví dụ như là trước đây đó, họ bây giờ bắt đầu trong cái ủy ban đối ngoại của Hạ viện đó, ủy ban đối ngoại của Hạ viện là ông Michael Cohen, ông này ở Hạ viện. Thì bây giờ ông lại dỡ lại cái hồ sơ vào ngày rút quân, quân đội Mỹ rút ra khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Anh Tiến mà còn nhớ lại đó, thì cái ngày rút quân đó là lý do là ông Trump đã ký với lực lượng của Taliban rồi, cho nên nó rút quân. Thành khi mà ông Biden lên đó, ông Biden chỉ thi hành
kế thừa ông Trump và thi hành cái giao ước giữa hai bên là sẽ rút quân. Đúng là rút quân vào tháng 4, nhưng mà sau đó quãng tới rút quân tới tháng 8. Nhưng mà trong cái đợt rút quân đó, đó thì bây giờ đó ở bên Ủy ban đối ngoại của Hạ viện họ quy trách nhiệm cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris, bởi vì đây là phải gần ngày bầu cử rồi. Họ kéo lại, họ dỡ ra cái hồ sơ này. Nhưng mà thật sự vào tháng 8 năm 2021 tới giờ là trên 3 năm rồi thưa anh. Và trong cái cuộc rút quân này vào giờ chót á, thì có nghĩa là nó đặt bom cho nên ở cổng của phi trường. Và cuối cùng chúng ta cũng xin nhắc lại là ngày 31 tháng 8 là ngày chấm dứt cái cuộc rút quân. Nhưng mà 15 tháng 8 đó là quân của Taliban đã chiếm được toàn bộ lãnh thổ của Afghanistan, tức là họ họ vào ở Kabul rồi. Cho nên chỉ còn lại 2 tuần sau mà giữ được an ninh như vậy để rút quân, và cuối cùng là có thiệt hại là 13 quân nhân, cho nên 13 quân nhân của Mỹ. Cho nên bây giờ đó Ủy ban của Hạ viện, Ủy ban đối ngoại của Hạ viện họ dỡ hồ sơ này để họ tăng cường hay là họ tấn công bên bà Kamala Harris. Nói ông Joe Biden, nhưng mà Kamala Harris hầu đó làm phó tổng thống, cho nên học viện cái lý do này. Cũng xin nói thêm với quý khán giả là quân đội khi mà năm 2001 thì Mỹ đưa vào can thiệp vào Afghanistan, và lúc bấy giờ thì có vào khoảng 800.000 quân nhân ở Mỹ ở Afghanistan, nhưng mà sau đó họ rút. Khi ông Trump lên nhận cái trách nhiệm đó thì ông Trump còn lại 14.000 quân nhân tại Afghanistan, và khi mà gần chốt á thì ông còn lại 2.500 quân nhân. Và cái số mà tham chiến tại đây đó, tại Afghanistan, thì số người Mỹ chết là 2.238, nhưng mà có vào khoảng 21.000 người bị thương. Thì nói chung đó, cuộc chiến mà khi mà Taliban họ đã chiếm Kabul rồi mà rút quân như vậy thì chúng tôi cho rằng cái gì cũng là may mắn lắm, bởi vì trong cái sự rút quân đó không phải rút quân của Mỹ, quân đội của Mỹ rút ra rồi, mà những người Afghanistan hợp tác làm việc với chính phủ Mỹ thì cũng phải cho họ di chuyển. Cho nên cái sự rút quân đó dĩ nhiên là làm sao mình đề phòng được khi mà họ đánh Cẩm Tử thưa anh. Cho nên cái sự đặt bom đó làm cho 13 quân nhân bị thiệt mạng. Thì bây giờ bên ông Trump và ủy ban gọi là MAGA đó, họ đưa ra hồ sơ này để họ khơi dậy, họ quy trách nhiệm cho bà Kamala Harris. Xin anh cho biết cái nhận định này. Tôi thấy cái cuộc chiến ở Afghanistan cũng như cuộc chiến ở một số các nơi khác mà do nước Mỹ họ đỡ đầu, tức là nhận tiền viện trợ vũ khí quân trang quân dụng của Hoa Kỳ để mà đánh nhau với những cái khối đối lập, thì nó giống hệt cái kết quả như cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam trước năm 1975. Có một số người bất mà tôi có thể dùng chữ là hoặc là vì không hiểu biết về lịch sử, hoặc là cố tình đánh lận con đen để mà tìm cách thay đổi và tráo trở đổ tội từ cái người chịu trách nhiệm những cái cuộc chiến đó qua những cái người mà không có chịu trách nhiệm của cuộc chiến đó. Thí dụ như cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa, cái người chủ chốt chính là Tổng thống Nixon của Đảng Cộng Hòa, và cái người chính đã gây ra những cái chuyện đó, tức là người thi hành cái chính sách gọi là Việt Nam hóa chiến tranh và rút quân Mỹ trong hòa bình và danh dự ra khỏi Việt Nam, chính là Henry Kissinger. Thì cả hai người đó là hai người đương kim Tổng thống và đương kim Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Đảng Cộng Hòa, cho nên họ đã sau khi mà đã bắt tay được với Trung Cộng năm 1972 thì họ đã ngoảnh mặt làm ngơ, cắt đứt tất cả các viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta vì không có còn vũ khí đạn dược, không còn những cái khí cụ chiến tranh, cho nên chúng ta đã thua, và cái cuộc rút lui cũng xảy ra trong hỗn loạn. Thì ở Campuchia cũng vậy, ở Lào cũng vậy, và cho đến vừa qua ở Afghanistan, thì cái người đi thương thảo và đạt được những cái thỏa thuận với Taliban chính là Donald Trump, là đương kim Tổng thống Hoa Kỳ lúc bây giờ. Nhưng mà cái thời gian và cái những cái giai đoạn để rút quân Mỹ và giao cái nước Afghanistan cho quân phiên đoàn Taliban đó,
thì nó xảy ra không đúng theo cái gọi là cái tiến trình đã được hai bên đồng ý với nhau, cho nên nó mới xảy ra cái cuộc di tản một cách hỗn loạn vào giờ chót và khiến cho 10, 12, 13 binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Thì chúng bây giờ lại đi đổ tội lên đầu ông Tổng thống Joe Biden. Thì chúng ta thấy đó là một cái điều vô lý. Nếu mà trách thì phải là trách cái người đã đi sau lưng Tổng thống Karzai của Afghanistan để mà thương thảo với tụi phiến loạn Taliban, giống y hệt như Henry Kissinger đã đi sau lưng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để đi thương thảo với Lê Đức Thọ qua những cái gọi là những cái bạch thư ký riêng với nhau, gặp riêng với nhau mà không báo cho Việt Nam Cộng Hòa biết. Thì đó là tất cả những cái sự phản bội của những cái nhân vật và chính thể dưới cái chế độ lúc bây giờ, mà người lãnh đạo Hoa Kỳ lúc bây giờ chính là Tổng thống Nixon, là người của Đảng Cộng Hòa. Cho đến bây giờ một số đông người Việt Nam chúng ta thì vì không hiểu, vì thiếu hiểu biết hay không học lịch sử hay là không theo dõi thì lại đổ cho Joe Biden là người đã làm mất Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một điều tôi thấy hết sức là trẻ con và buồn cười. Nếu mà mình không muốn, đó là những cái sự ngu xuẩn của một số người vì ủng hộ Tổng thống Trump mà lập lờ đánh lận qua và đổ tội lên đầu cho Tổng thống Joe Biden. Điểm thứ hai nữa là Donald Trump là người đã thương thảo và ký kết những cái hiệp định với Taliban để giao Afghanistan cho Taliban. Thì bây giờ theo tôi nghĩ là có lẽ gần đến ngày bầu cử, cho nên cái quốc hội dưới sự kiểm soát của đa số Cộng hòa thì cái ông chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Quốc hội mới lật lại cái chồng hồ sơ và bắt đầu lên tiếng đổ tội cho, tìm cách đổ tội cho Kamala Harris chứ không phải là muốn đổ tội cho Joe Biden. Nhưng họ quên rằng qua những cái sự tìm hiểu và thăm dò thì vào lúc bây giờ Kamala Harris chỉ là phó tổng thống, cái người tổng thống là ông Joe Biden. Cho mà Joe Biden bây giờ thì không có tranh cử tổng thống với Donald Trump, cho nên tôi nghĩ rằng cái vấn đề họ dở cái chồng hồ sơ đó ra chỉ là một cái đòn chính trị để họ tìm cách hạ thấp uy tín và đánh mất cái số phiếu của cử tri đối với Kamala Harris. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điều này nó sẽ không có thể thực hiện được, nhưng mà vì cái vấn đề gọi là những cái ý đồ chính trị thì họ vẫn tung ra với mục đích là để hạ thấp cái uy tín của Phó Tổng thống Kamala Harris. Chứ còn thực sự lúc đó thì Phó Tổng thống Kamala Harris không có một cái trách nhiệm gì trong cái cuộc rút quân của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan. Cho nên cái điều này tôi thấy chỉ là một trong những cái thủ thuật chính trị mà Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện đưa ra để giúp cho ông Donald Trump có thể chiếm thêm ưu thế trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Hồng Bách. Dạ vâng, bây giờ thì mình trở lại cái vấn đề tranh luận vào tối mai. Ai cũng chờ đợi cái cuộc tranh luận này, bởi vì đây là cuộc tranh luận đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng. Bởi vì sao đó chưa có nói gì, bên nào là có thể tranh luận tiếp, cho nên có thể tạm gọi là cuộc tranh luận cuối cùng. Với hai người đều hợp là ông David Mu và bà Lee, Lindsey, Lindy David. Lindsey David. Dạ, thưa anh, thì trong cái cuộc tranh luận này đó, người ta là hai bên cũng chuẩn bị rất là ráo riết. Một bên thì nói là sẽ chuẩn bị nói về chính sách, người bên bên nào cũng ngại hết. Thật sự mà hai võ sư mà lên đài đó thì cũng là một bên đó là hai lão tướng, tức là ông Trump đó, là người mà có thể nói là có bãi cuộc tranh luận rồi, bởi vì thời của bà Hillary Clinton với ông Trump là có hai cuộc tranh luận, rồi dưới thời của ông Biden có hai cuộc tranh luận hai và cũng tiếp tục tranh luận, người ta tính ra là có bãi cuộc tranh luận rồi. Thì nói là ông Trump đó là cái người mà nói chuyện thì không có bài bản, tức là ông ấn khẩu và ông cũng là không phải là cái loại là cũng là cái loại về về thầy trong cái vấn đề là tranh luận đó, lôi kéo ông có thể đặt những cái vấn đề mà ông có thể làm bí đối thủ. Thì người ta cho rằng là bí đối thủ là nếu với lão tướng Joe Biden, nhưng mà bây giờ đó bà Kamala Harris đó, là mới 59 tuổi, thành ông bị ở ở trong cái thế bị động. Thế bị động là vì sao? Bà Harris đó, thì vừa trẻ, vừa là luật sư, vừa là công tố viên, đã từng khai thác
những cái vụ án mà để qua thử cái tội phạm họ khai thác như thế nào, thì lần này bà cũng có thể làm những cái điều mà bà người ta cho rằng là bà biết cái tính tình của ông Trump là rất là tức, nói chuyện với ai thì nói mình là phải trên cơ chứ dưới cơ không được. Mà bà Harris thì luôn luôn bà nói ủy ban của bà là nói bà là dưới kèo, tức là dưới tệ hơn chứ không có bao giờ nói hay hơn ấy. Thì thưa anh, bây giờ ngày mai mới bắt đầu sau gan và có thể có nói là có hàng mấy chục triệu người thế mà theo dõi cái cuộc tranh luận vào ngày mai. Dưới cái nhìn của anh, ông Trump có thể thắng được bà Harris không? Bởi vì như là ông Buttigieg đó nói là coi chừng, bởi vì ông bà Harris đó là người lý luận cũng khá sắc bén, rất có giỏi, có nguyên tắc, trong khi ông Trump ông không phải là người nguyên tắc. Bây giờ bằng cớ là những người nói là ông chịu khó làm sao ông nói vào trọng tâm của vấn đề, tức là nói về chính sách và biên giới, đừng có nói lâu thôi. Trong khi đó bà Harris bà chọc tức thì ông sẽ nói về kỳ thị, nói cái này cái kia. Thì anh nghĩ là cái sự so tài vào ngày mai đó, khán thính giả chờ đợi những cái điều gì? Chúng ta biết rằng là cái gọi là cái cá tính và bản chất của mỗi người đều khác nhau. Đối với ông Donald Trump thì ai cũng biết từ xưa tới giờ ông Donald Trump có một cái khả năng là ứng khẩu và biện bạch, nếu không muốn nói gọi là ngụy biện hoặc là nói ngang đó, và tìm cách để nói át giọng của đối thủ. Ông Trump ông có một cái đặc điểm là ông ta nghĩ cái gì ông ta nói cái đó, và hầu như không bao giờ ông ta theo đúng cái khuôn khổ mà những người cố vấn trong cái ban vận động tranh cử đã đưa ra cho ông ta trước các cuộc vận động tranh cử, trước những cái cuộc diễn thuyết và chắc chắn là trước những cái cuộc gọi là debate với những người đối thủ. Chúng ta cũng biết rằng cái bản chất của ông Trump đó là dù cho ông có nói theo những cái chủ đề mà đã được ban cố vấn vận động tranh cử đưa ra, nhưng mà ông ta nói một hồi thì chắc chắn là ông ta sẽ nói qua những cái chuyện khác, ông ta lại nghĩ ra những cái điều khác và ông ta nói lan man qua chuyện khác, và ông ta không nói đi đúng vào những cái chủ đề và nội dung mà ban vận động tranh cử đã soạn sẵn cho ông ta. Đó là cái điểm đặc biệt của ông Donald Trump. Và ngược lại, khi mà nói chuyện đến những cái chỗ mà ông ta cảm thấy bế tắc, là ông Donald Trump sẵn sàng ông ta bịa đặt ra những cái câu chuyện để ông ta nói. Và vì như vậy, trong những cái lần nói chuyện, trong những cái lần vận động tranh cử cũng như những cái lần được phỏng vấn trên các đài truyền hình, người ta đều sử dụng gọi là cái fact check để người ta biết rằng ông ta nói láo cả vài chục lần trong một buổi nói chuyện hay là cả 120 lần trong một cái buổi vận động tranh cử, vân vân. Đó là ông Donald Trump. Và người ta cũng nói rằng nếu để cho ông Trump thực sự là con người của Donald Trump thì chắc chắn trong cái cuộc tranh luận vào tối mai đó, bà Kamala Harris sẽ có phần ưu thế hơn là ông Donald Trump. Bây giờ trở lại cái phần cái đặc điểm và con người của bà Kamala Harris, thì chúng ta thấy rằng bà Kamala Harris xuất thân là một người luật sư có uy tín. Bà ta đã từng đắc cử vào những cái chức vụ dân cử từ cái công tố viên của thành phố San Francisco. Rồi bà ta được đắc cử vào cái chức Bộ trưởng Tư pháp, tức là Attorney General của tiểu bang California. Rồi sau đó, bà ta lại được đắc cử vào cái chức Thượng nghị sĩ liên bang của Quốc hội Hoa Kỳ. Và sau cùng, bà ta là Phó Tổng thống cho ông Joe Biden. Thì phải nói rằng là về cái khả năng, về cái kỹ thuật tranh biện, nói về cái và những cái gọi là những cái chiến thuật chiến lược để mà gọi là tranh biện trước tòa án cũng như trước quần chúng, thì bà Kamala Harris có phần ưu thế, có phần vượt trội hơn là Tổng thống Donald Trump. Điểm thứ hai
là bà Kamala Harris luôn luôn bà ta chuẩn bị trước những cái đề tài, những cái chủ đề, những cái về chiến lược chiến thuật mà ban vận động tranh cử đã đặt ra, đưa ra cho bà ta. Và thường thường là bà ta đi theo đúng những cái chính sách, những cái chủ đề như vậy. Cho nên ít khi nào chúng ta thấy Kamala Harris nói lung tung lang tang đi ra ngoài những cái phần chính, những cái nội dung mà đã được chuẩn bị sẵn. Điểm thứ ba nữa là với cái sự thận trọng và với cái sự sâu sắc cũng như những cái lý luận sắc bén của bao nhiêu năm bà ta ở trong cái chức vụ, trong cái ngành công tố, tức là trong cái ngành tư pháp đó, thì bà Kamala Harris có những cái phương thức, những cái kỹ thuật, những cái cách tranh biện rất là kinh nghiệm so với những người thường, so với những đối thủ của bà ta. Cho nên người ta nói rằng là mặc dù trong mấy tuần lễ này bà Kamala Harris đã chuẩn bị rất kỹ và đã có những cái buổi thực tập tranh luận gọi là debate với bộ tham mưu của bà ta, tức là đã chuẩn bị đến cái mức rất là kỹ như vậy, thì người ta nói rằng là người ta chỉ sợ có một điểm là vì ban vận động tranh cử đã nhồi nhét, đã huấn luyện, đã chuẩn bị cho bà Kamala Harris quá nhiều, có thể bà ta sẽ bị gọi là overload, sẽ bị nghĩa là quá tải, và có thể sẽ làm cho bà bị mất cái năng lực trong cái buổi debate vào tối mai. Thì điều đó cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết nó xảy ra như thế nào, thì chúng ta vẫn phải đợi cho đến tối mai quan sát cái cuộc debate giữa hai người thì chúng ta mới biết được là bên nào có ưu thế hơn bên nào. Tại vì trong những ngày cuối tuần vừa qua trên các đài truyền hình, trong những cái buổi phỏng vấn như là cái Meet the Press hay là Face the Nation của CBS, của NBC, của ABC, của CNN vân vân, thì những người ủng hộ cho Đảng Cộng Hòa, ủng hộ cho ông Trump thì họ đều nói ông Trump sẽ có khả năng hùng biện và sẽ có khả năng nghĩa là vượt trội, lấn lướt Kamala Harris trong cái cuộc debate vào tối ngày mai. Nhưng mà theo một số những cái giới phân tích về thời sự, những nhà bình luận về chính trị, những cái viện nghiên cứu thống kê, thì người ta lại nói rằng là cái khả năng tranh biện của Kamala Harris hơn ông Trump. Cho nên chúng ta nghe cả hai bên thì chúng ta cũng chưa biết là bên nào sẽ có ưu thế hơn là bên nào. Cho nên chúng ta cứ đợi vào tối mai, thì tôi hy vọng là mọi người sẽ cùng với chúng ta theo dõi cái cuộc debate tối mai và chúng ta sẽ có kết luận vào sau cái cuộc debate vào tối mai, thưa anh Hoàng Bách. À, chúng tôi cũng hy vọng là cái cuộc mà tranh luận ngày mai sẽ là cái cuộc tranh luận để mà tài ai hơn ai, ai thắng ai. Nhưng mà phải nói là trong những ngày vừa qua thì ông Trump có nhiều cái điều mà ông làm cho ông hoảng loạn. Thưa anh, ví dụ như là cái vụ mà ông Jack Smith mở lại cái hồ sơ ở DC về ngày gọi là đảo lộn với kết quả bầu cử, rồi ông cũng có thể mở lại cái hồ sơ ở Mar-a-Lago của bà Cannon khi bà nói là ông Jack Smith không có đủ tiêu chuẩn để mà đề cử, thì hay là cái cuộc quản lại cái cuộc ra cái khung hình phạt của ông Merchant ở New York, thì chúng ta thấy là nhưng mà bên Cộng Hòa trong những ngày vừa qua nếu anh nhìn kỹ đó vào những người MAGA ở Hạ Viện đó, họ bí lối, họ không có tìm cách để mà làm sao giải tỏa cho ông Trump bung ra được, bởi vì ông Trump như anh nói đó là cái số điểm thăm dò của ổng luôn luôn là ở 1/3 cái số điểm cố định rồi, những người MAGA cố định rồi, họ một lúc nào 33% trở lên hết là cái số cố định, nó không thay đổi, trong khi đó bà Harris đó, nó thay đổi hàng tuần hoặc là hàng ngày do những cái biến cố ở bên ngoài tác động vào. Thì bữa nay chúng ta nói chuyện đó thì gần như là còn 55 ngày nữa là tới cái ngày bầu cử. Anh nghĩ là người ta nói là tháng 10 đó thì có nhiều cái surprise lắm, những cái ngạc nhiên, những cái bất ngờ, những cái đột phá đó, thì anh có nghĩ nó xảy ra không, và anh sẽ anh nhận định và anh kết thúc chương trình, thưa anh. Tôi xin bổ túc thêm một cái yếu tố cũng khá là thú vị.
Mà tôi quên nói trong cái phần trước đó, là từ trước tới giờ mọi người đều biết là cái khối cử tri của Đảng Dân Chủ đó, mà trong số đó đa số là người Mỹ đen, người Mẽ, những người da màu hoặc là những sắc dân thiểu số, ngoại trừ sắc dân Việt Nam. Còn đa số các sắc dân thiểu số khác đều đi theo đường lối và chính sách ủng hộ cho Đảng Dân Chủ. Đặc biệt sắc dân Việt Nam thì đa số lại ủng hộ và đi theo đường lối của Đảng Cộng Hòa. Đó. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ những cái điểm đó. Thì phải công nhận là những cái sắc dân và những cử tri của Đảng Cộng Hòa, nhất là Mỹ đen, người Mỹ đen và người Mẽ, họ rất lười đi bỏ phiếu. Chúng ta phải công nhận điều đó. Cho nên trong cái cuộc bầu cử năm 2020 vừa rồi đó, vì những cái sự gọi là vì những cái sự mà gọi là để đấu tranh chống lại những cái điểm mà Đảng Cộng Hòa cũng như ông cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những cái chính sách như là kỳ thị, phân biệt chủng tộc, những cái vấn đề mà chèn ép cái đời sống của những người middle income và những người nghèo, mà gọi là ưu đãi cho cái giới đại tư bản, các đại công ty và giới người giàu. Cho nên các sắc dân thiểu số đều đã lũ lượt rủ nhau đi ra bỏ phiếu rất đông. Có những thùng phiếu mà để hết giờ, 7 giờ chiều hết giờ, 8 giờ chiều hết giờ đóng cái thùng phiếu mà vẫn còn các người ta đứng xếp hàng cả một mao, hai mao để mà bỏ phiếu. Và có những nơi phải để cho người ta bỏ phiếu cho đến đêm khuya. Thì điều đó để cho thấy là khi mà các sắc dân cử tri đi ra bỏ phiếu thì nó sẽ làm thay đổi kết quả của bầu cử. Đó là lý do mà sau đó Đảng Cộng Hòa ở một số các tiểu bang đã đặt ra một số những cái luật lệ để hạn chế cái số người của cử tri của Đảng Dân Chủ đi bỏ phiếu. Chúng ta thấy hiện giờ cho đến ngày hôm nay có một cái thống kê mà đáng để cho chúng ta để ý, đó là những cái tiểu bang mà đang còn nghiêng ngửa đó, thì cái số cử tri của Đảng Dân Chủ bây giờ họ ghi danh đi bầu rất là đông. Như là ở tiểu bang Michigan đó, cái số cử tri của Đảng Dân Chủ ghi danh bây giờ đó đi ra bầu đó, cho đến 90%. Trong khi đó ở bên Cộng Hòa đó thì số cử tri ghi danh cũng 90%, từ trước tới giờ cũng như vậy, không thay đổi. Nhưng mà khi ở bên Đảng Dân Chủ thì nó bắt đầu tăng lên. Ở tiểu bang Pennsylvania, cái số cử tri của Đảng Dân Chủ họ ghi danh bây giờ nó lên tới 92%. Cái số phiếu cử tri người của Đảng Dân Chủ sẽ đi bầu, trong khi ở Đảng Cộng Hòa vẫn chỉ có 91% mà thôi. Và ở tiểu bang Wisconsin, cái số người của cử tri của Đảng Dân Chủ bây giờ họ ghi danh và đi họ sẽ đi bầu cho đến 94%, trong khi ở bên Đảng Cộng Hòa cái số cử tri ghi danh đi bầu có 92%. Điều đó cho chúng ta thấy ở các tiểu bang này cái số cử tri của Đảng Dân Chủ ghi danh đi bầu đông hơn Đảng Cộng Hòa từ 1, 2 cho đến 4%. Thì chúng ta thấy cái điều này đã khiến cho Đảng Cộng Hòa rất là lo ngại. Bởi vì cái khối cử tri ghi danh đông thì cái số bỏ phiếu sẽ đông, và cái số phiếu đông thì nó sẽ đem lại cái sự thắng thế cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ cho đến bây giờ ban vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa rất là lo ngại, và họ đang tìm mọi cách để mà có thể thay đổi cái tỷ lệ của khối cử tri người thiểu số đối với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris. Và trở lại cái vấn đề mà debate vào ngày mai đó, là tối mai đó, thưa anh Hoàng Bách, thì tôi thấy là hầu như tất cả mọi người sẽ chú ý và theo dõi rất kỹ để mà họ có thể quyết định là họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Và họ hy vọng rằng là cái kết quả cuộc đối luận vào ngày mai đó nó sẽ diễn ra một cách đứng đắn và trong sạch, không có xảy ra những cái vấn đề hỗn loạn, là bởi vì
trong cái điều lệ mà đã được hai bên đồng ý cho đến ngày hôm nay đó, thì có một điểm rất là đáng chú ý, đó là cái điểm mà cả hai người ứng cử viên sẽ, trong suốt thời gian tranh luận, sẽ không được tiếp xúc với bất cứ một người nào trong ban tham mưu vận động tranh cử của họ. Điểm thứ hai, họ sẽ không được mang bất cứ một tài liệu, một giấy tờ nào vào, mà ban tổ chức, tức là đài truyền hình ABC đó, họ sẽ cung cấp cho mỗi người một xấp giấy trắng, một cây bút và một chai nước lọc. Và điểm thứ ba nữa là mỗi người sẽ có được 2 phút để trả lời câu hỏi của những người gọi là điều hợp chương trình, và họ có 2 phút để họ giải thích những cái câu hỏi của đối phương, và họ có thể có 1 phút để họ gọi là bổ túc thêm những cái phần mà họ đã trả lời trước đó. Thì tôi nghĩ là trong và có một điểm nữa là trong lúc cái người nào đang nói chuyện thì cái micro của cái người kia sẽ được ban tổ chức tắt, tức là không có thể nói ngang vào được. Thì tôi nghĩ rằng với những cái điều kiện đã được hai bên đồng ý như vậy, thì có lẽ ngày mai cuộc tranh luận sẽ được tổ chức xảy ra một cách đứng đắn, nghiêm trang, và sẽ có những cái tinh thần lịch sự và tôn trọng giữa hai người cho cái cuộc đối luận vào ngày mai, thưa anh Hoàng Bách. Dạ vâng, à, cũng xin được nói thêm tiếp lời của anh Tiến đó, là chúng ta thấy cái công ty gọi là cái hiệp hội của người Latino, tức là LULAC đó, họ có vào khoảng 32 triệu người. Bây giờ họ tuyên bố là họ ủng hộ cho bà Kamala Harris. Họ tuyên bố cách đây vài tuần rồi. Rồi thêm nữa là chính cái nghiệp đoàn mà chúng tôi nhớ là tuần vừa rồi anh Tiến có nhắc lại, các cái nghiệp đoàn tuyên bố ủng hộ cho bà Kamala Harris. Cái điều này cũng là thuận lợi. Trong khi đó thì bà Lee Cheney, bà sẽ đi nói chuyện các cái đại học để bà nói lên cái tầm quan trọng của cuộc bầu cử năm nay là bảo vệ cái hiến pháp, không phải là bảo vệ yêu nước, là phải bảo vệ cái hiến nước, chứ không phải yêu nước làm bỏ cho cái người của đảng mình, mặc dù cái người đó làm sai. Cho nên đây là những cái điều mà cộng thêm với cái cuộc tranh luận ngày mai đó, thì có thể là Trắng đang hy vọng là nó sẽ thay đổi. Nếu từ đây tới ngày bầu cử không có những biến cố bất ngờ thì chúng ta chờ xem những cái điều gì sẽ xảy ra. Đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại chương trình. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày bình an. Cảm ơn anh Tiến đã đóng góp trong chương trình này, và chúng tôi xin kính chào hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Cũng xin quý vị nhớ là hỗ trợ cho chương trình bằng cách là subscribe, like và share, cũng như là comment để cho anh Tiến lên tinh thần. Thưa quý vị, xin kính chào. Mời anh Tiến. Một lần nữa cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm nay trên Người Việt Channel. Kính chúc quý khán thính giả một đêm vui tươi, hạnh phúc, và có một bữa cơm ngon đối với gia đình. Kính chào anh Hoàng Bách.